Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại gỗ ocan mà nó trông rất là giống gỗ mít. Các bạn có thể nhìn thấy này, màu nó rất là vàng luôn. Tên thương mại của nó là gỗ ocan nha các bạn ạ. Gỗ lim ocan. Nó có thêm chữ lim nữa, tại vì nó gần giống gỗ lim. Nhưng mà không biết là nó có được gọi là gỗ lim chuẩn hay không. Nhưng mà tôm của nó này, chất gỗ của nó này thì khá là giống gỗ lim luôn. Đây là lim vàng. Nên là người ta gọi là lim ocan, hay là về đến xưởng các chú thợ mộc gọi nó là lim vàng. Thì cái tính chất của cái gỗ này là gì? Nó cũng rất là bền, không bị mối mọt. Nó nếu mà bị chịu thời tiết nắng mưa ấy thì nó sẽ cũng có nứt răm hay là vênh vai. Nhưng mà nếu để đóng đồ đạc và làm khuôn bao hoặc là cái cửa ở trong gia đình mà không bị những cái tác động của thời tiết như là nắng nóng hay là mưa gió ấy, thì nó sẽ bền trường kỳ với thời gian luôn các bạn ạ. Cái hàng này ấy, thì nó có cả gỗ tròn này, có cả gỗ hộp này, có cả gỗ 4 phân này, có cả gỗ 6 phân này. Thì ngày hôm nay là mình video cho các bạn xem cái gỗ 6 phân đã được xẻ bong đôi ra như thế này để các chú thợ mộc làm sản xuất ra những cái bộ đồ bàn ghế này, hoặc là làm huỳnh cửa này. Huỳnh cửa mình lưu ý là người ta sẽ chỉ làm ở trong nhà thôi nhá. Còn với những cái nhà mà nắng hướng Tây là ta không sử dụng đâu. Nắng hướng Tây thì thôi tốt nhất cứ làm nhôm kính cũng được các bạn ạ. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy này, trông nó khá là giống gỗ lim đúng không? Cái tên thương mại của nó là gỗ lim ocan, nhập khẩu ở bên châu Phi về các bạn nhá. Giá bán của nó dao động từ giá 15 triệu đến giá 20 triệu một khối. Tùy theo là kích thước càng lớn thì giá sẽ càng cao, và kích thước càng nhỏ thì giá sẽ càng rẻ. Bởi vì cái gỗ này nó cũng giống như những tấm vải ấy. Khi mà những tấm vải lớn sẽ làm được nhiều việc, còn những tấm vải nhỏ ấy thì sẽ không may vá được nhiều việc đúng không ạ? Khi mà nó là vụn thì nó sẽ không giá trị bằng. Đây, mình quay như thế này là các bạn có thể nhìn thấy cái chất gỗ của nó rồi. Tôm của nó thì to hơn gỗ lim một tí. Nó... nhưng mà màu sắc của nó cũng khá đều. Từ nãy giờ mình thấy hàng lên là màu sắc rất là khá đều đúng không? Đây này, ở dưới cái ánh của video, cái màu ở trên video nó không thật như ở thực tế đâu. Thực tế nó vàng hơn rất nhiều, vàng tươi luôn ý. Còn nếu mà để lâu ấy thì nó sẽ ngả sang màu nâu. Ngả sang màu nâu như thế này này. Nếu mà phơi nắng mưa là nó sẽ ngả sang màu nâu như này. Nhưng mà khi mà các bạn phun bóng PU màu cánh gián ấy thì nó còn đẹp hơn cả gỗ lim Nam Phi luôn. Tại vì cách đây 2 năm mình có làm một cái bộ bàn làm việc bằng gỗ ocan này. Nó đẹp lắm luôn ấy. Nhiều cái nó còn có cả chun cơ. Nhưng mà trong số này thì mình chưa thấy cái nào có chun cả, mà thấy là gỗ đều màu thôi. Đấy là một trong những cái về gỗ mà ngày hôm nay mình muốn video cho các bạn và chia sẻ cho các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích video của bên mình thì các bạn hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Những video sau mình sẽ quay cái gỗ lim ocan ở dạng hộp cũng như ở dạng gỗ tròn cho các bạn xem nhé. Chào tạm biệt các bạn. Vâng.